Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Gương người có uy tín góp phần đổi thay tư duy trong đời sống và phát triển kinh tế vùng cao. Hiệu quả công tác điều động luân chuyển cán bộ chủ chốt ở Bảo Yên. Đó là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 14 tháng 5, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Dự hội thảo có Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Ban tuyên giáo, Ban tổ chức tỉnh ủy, các sở ngành liên quan, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu, cùng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Phát biểu chào mừng hội thảo, tiến sĩ Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, học tập và làm theo Bác đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tỉnh Lào Cai luôn được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đánh giá cao vì có cách làm sáng tạo và hiệu quả trong việc học và làm theo Bác. Hội thảo đã nhận được 28 tham luận của các đại biểu về tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đất nước độc lập, tự cường, dân chủ, phồn vinh và hạnh phúc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những gợi mở cho tỉnh Lào Cai hiện nay. Nhân dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã trao tặng tỉnh Lào Cai nhiều tư liệu lịch sử quý giá. Huyện ủy Mường Khương vừa tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2022. Tham gia hội thi có 8 thí sinh là giảng viên kiêm nhiệm và giảng viên chuyên trách của huyện. Các giảng viên trải qua 3 phần thi gồm soạn thảo giáo án, thao giảng và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ, chất lượng giảng viên, đồng thời là dịp để các giảng viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trên cơ sở kết quả hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn giảng viên đạt giải cao để tham dự hội thi cấp tỉnh được tổ chức trong thời gian tới. Sau những ngày tranh tài với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng, Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bảo Thắng lần thứ 8 năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đại hội đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở 8 môn thi đấu là bóng chuyền hơi, đá cầu, cầu lông, điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, bóng đá. Giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Phong Niên, thị trấn Tòng Lòng xếp thứ nhì, xã Trì Quang và trường Trung học Phổ thông số 1 Bảo Thắng đồng giải 3. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các môn đăng ký tham gia. Các trận thi đấu sôi nổi, quyết liệt, có chất lượng cao, thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả. Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia các giải đấu cấp tỉnh trong năm 2022. Tại huyện Bảo Yên, một số hộ dân đã đưa cây mắc ca vào trồng thử nghiệm. Đây là một loại cây trồng mới. Do vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã phối hợp với địa phương cùng bà con nông dân theo dõi, đánh giá quá trình sinh trưởng của cây trồng mới này. Những cây mắc ca này được anh Vũ Trọng Dũng ở thị trấn Phố Giàng đưa vào trồng thử nghiệm, xen lẫn với rừng quế cách đây khoảng hơn 3 năm, gồm hai loại giống là H2 và OC. Không có kinh nghiệm trồng và chăm sóc nên số cây bị chết mất gần một nửa. 700 cây giống ban đầu, nay còn 400 cây. Ra hoa, đậu quả rất ít, phần lớn bị cơm nắng, còi cọc. Em lần này em có ý định là đang trồng lại toàn bộ, là em chặt hết quế đi xong em trồng lại bằng giống QN1 và A38 249, cây 246 xuất xứ ở Văn Chấn, Yên Bái. Một số vườn mắc ca của những hộ dân trong vùng thử nghiệm trồng cùng đợt với anh Dũng cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo, cây mắc ca từ khi trồng đến khi thu hoạch khá lâu, thường từ 4 đến 5 năm. Do vậy, các hộ dân khi đưa cây mắc ca vào trồng trên diện rộng cần chọn đúng chủng loại cây giống phù hợp với điều kiện của địa phương.
chủ động học hỏi quy trình trồng và chăm sóc kỹ thuật, tránh gây thiệt hại kinh tế. Chi cục sẽ tiếp tục theo dõi sát sao đối với loại cây trồng mới này để định hướng cho bà con. Thưa quý vị và các bạn, đến với vùng cao hôm nay sẽ dễ dàng chứng kiến những đổi thay trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng sự đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực của nhân dân để đạt được những thành công đó có nhiều đóng góp của những người có uy tín trong cộng đồng. Anh Lô Củi Thàng, người có uy tín tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương là một người như vậy. Tuy không được học cao, nhưng anh Lô Củi Thàng, người dân tộc Bố Y ở thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình, luôn tự học hỏi trau dồi kiến thức từ thực tế. Cũng vẫn là trồng lúa trồng ngô, nhưng gia đình anh luôn đạt năng suất cao, chăn nuôi có hiệu quả, đảm bảo cuộc sống gia đình. Những kiến thức học hỏi được, anh Thàng tích cực truyền đạt lại cho bà con trong thôn cùng làm theo. Vì thế, anh được bà con tin yêu, bầu làm trưởng thôn và người có uy tín. Anh Thàng là người tốt bụng, luôn yêu thương đồng bào mình, bảo mọi người cùng biết cách làm ăn để thoát nghèo. Anh cũng là người hòa thuận, gắn kết bà con với nhau cùng sống yên ổn. Từ thôn khó khăn của xã, hiện gần 70 hộ gia đình các dân tộc thôn Lao Hầu đã có cuộc sống khá giả hơn nhờ việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Được cây chè, cây mía, dương gà thay thế cho cây ngô kém hiệu quả, phát triển đàn trâu hàng hóa, trồng mận tăm hoa. Để có bước chuyển như thế, anh Lô Củi Thàng rất tận tâm trong tuyên truyền vận động. Bản thân gia đình mình phải làm trước để bà con nhìn thấy mà làm theo. Xã nó giao chỉ tiêu kế hoạch là một năm là được 5 ha, thì phải qua họ thôn là phải phân xếp là nhà nào năm nay là được cho nhà nào trồng trước, nhà nào có đất thì làm trước, mà để nhà nào mà đất đang canh tác hoa màu khác thì để sang năm đấy, trồng tiết. Thì qua như các cái năm theo cái chỉ tiêu của xã giao thì cũng thôn là cũng đều hoàn thành. Vai trò người uy tín ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số như ở xã Thanh Bình là vô cùng quan trọng. Anh đây là cái cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền địa phương để truyền tải những cái đường lối chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con nhân dân. Cuộc sống mới của đồng bào Bố Y thôn Lao Hầu ngày càng khởi sắc. Bà con tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi để tăng năng suất và tăng thu nhập cao hơn nữa. Và với vai trò là trưởng thôn, người có uy tín, anh Lô Củi Thàng là người gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào ở vùng cao Lao Hầu. Năm nay, dự án bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Lào Cai gắn với phát triển du lịch triển khai nhiều nội dung cụ thể. Trọng tâm là mở lớp truyền dạy kỹ năng, kỹ thuật, cách thức trồng bông dệt vải, kỹ thuật thêu, trang trí hoa văn ghép vải của dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mông, Giao tại 16 xã, xây dựng mô hình bảo tồn may thêu trang phục dân tộc Mông tại thị xã Sapa, xây dựng một mô hình câu lạc bộ bảo tồn trang phục, mẫu hoa văn, trang sức dân tộc Giao ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng. Câu lạc bộ bảo tồn trang phục, mẫu hoa văn, trang sức dân tộc Mông ở xã Xín Chén, huyện Simacai. Khôi phục bảo tồn trang phục dân tộc La Chí tại xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà và nhóm Mông Trắng tại xã Liên Minh, thị xã Sapa. Lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghệ thuật trang trí trên trang phục người Thu Lao, huyện Simacai và người La Chí, huyện Bắc Hà. Thưa quý vị và các bạn, liên tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, vừa tăng cường điều động, luân chuyển giữ các vị trí chủ chốt ở cơ sở. Đây là giải pháp đang được huyện Bảo Yên áp dụng nhằm đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu các vị trí nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành một số tiêu chí của đô thị loại 4. Đồng nghĩa với đó là hàng loạt các quy hoạch, dự án xây dựng phát triển đô thị sẽ được triển khai. Công tác quản lý văn minh trật tự đô thị ở thị trấn Phố Giảng bởi vậy không hề đơn giản. Xác định rõ khó khăn này nên khi được điều động luân chuyển từ một cơ quan tham mưu của huyện về giữ cương vị bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn Phố Giảng, ông Phạm Anh Tuấn ưu tiên cơ bản thời gian cho nhiệm vụ củng cố vững mạnh hệ thống chính trị ở cơ sở. Trước hết là chúng tôi quan tâm đến công tác cán bộ ở cơ sở, củng cố các cái tổ chức đoàn thể của cơ sở, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo chung trong toàn đảng bộ và cùng với các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ tăng cường nắm chắc tình hình cơ sở, thường xuyên xuống trao đổi làm việc với các chi bộ, đến với nhân dân, đến với tổ dân phố để triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có cái công tác xây dựng
chỉnh trang đô thị. Thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Đến nay, bí thư đảng ủy của 16 xã thị trấn, chủ tịch ủy ban nhân dân của 13 xã tại huyện Bảo Yên không phải là người địa phương. Căn cứ vào cái kết quả đánh giá phân xếp loại hàng năm đối với cán bộ công chức, để từ đó thì những cái đồng chí mà có trẻ, có khả năng, có triển vọng phát triển, luân chuyển để đưa đi đào tạo bồi dưỡng để tạo ra được cái bước đột phá đổi mới trong công tác cán bộ. Trong đó thì cũng cần luân chuyển đến những cái địa bàn trọng tâm phức tạp để có những nơi khó khăn của công tác cán bộ, đảm bảo là triển khai chặt chẽ đúng quy trình, đúng người, đúng việc. Không chỉ nhiều về số mà trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ thực hiện điều động luân chuyển cũng được nâng lên rõ rệt. Hầu hết đều khẳng định được vai trò trách nhiệm của mình. Quan trọng nhất đó là việc phát huy cái tinh thần đoàn kết, thực hiện cái quy chế làm việc, quy chế dân chủ. Chính vì vậy đã tập hợp đoàn kết được trong nội bộ và trong nhân dân. Vì vậy là trong cái quá trình lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện cũng như là các cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết đều sớm đưa vào cuộc sống và có phát huy được hiệu quả. Hiện nay huyện Bảo Yên đang chủ động rà soát để luân chuyển đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã lên nhận nhiệm vụ ở các cơ quan cấp huyện. Coi đây là một trong những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, toàn tỉnh có trên 7.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện các nhà trường đang bước vào giai đoạn nước rút, tích cực ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tâm lý tốt cho học sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này. Ghi nhận tại thị xã Sapa. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trường dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông thị xã Sapa có 68 học sinh tham gia dự thi. Trong đó có 7 học sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên, còn lại là thi tổ hợp khoa học xã hội. Thời điểm này, công tác ôn thi đang được tăng cường ở cả 3 ca học sáng, chiều và tối. Trong đó tập trung vào ôn tập kiến thức tổng hợp, tổ chức luyện đề và rèn kỹ năng làm bài cho học sinh. Chúng em ăn ngủ tại trường ạ, thì chúng em có cái thời gian để chúng em chờ tập trung vào cái việc học hơn. Bây giờ là cái thời điểm mà chúng em đang bắt tay vào việc là làm đề rồi ạ. Tăng cường thêm các cái câu hỏi vận dụng, tăng cường các cái câu hỏi tình huống. Ngoài ra thì trong quá trình làm đề thì cũng luyện cho các em các cái câu hỏi, các cái kỹ năng làm bài để giúp các em có thêm kỹ năng phân tích đề, tổng hợp tư duy, đánh giá các tình huống trong thực tế. Để duy trì và giữ vững kết quả đỗ tốt nghiệp 100%, ngay từ đầu năm học, trường Trung học phổ thông số 1 thị xã Sapa đã tổ chức ôn thi tốt nghiệp song song với dạy chính khóa. Cùng với đó là chú trọng đến việc phân loại đối tượng, phân công giáo viên, tăng cường tiết ôn tập cho học sinh yếu kém. Khi mà kết thúc năm học, các em học sinh lớp 10, lớp 11 được nghỉ hè thì chúng tôi vận động phụ huynh học sinh là cho tất cả các em học sinh còn đang ở ngoài và trong khu bán trú của nhà trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em ôn tập cũng như là thuận lợi trong cái công tác quản lý và hỗ trợ các em trong cái thời gian cuối từ nay cho đến ngày thi tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thị xã Sapa có 2 điểm thi với 492 thí sinh. Điều quan tâm tạo điều kiện tối đa trong công tác ôn tập, củng cố kiến thức đã giúp học sinh vững tâm, chuẩn bị tốt kiến thức, tâm lý cho kỳ thi sắp tới. Những nội dung đáng chú ý có ở phần sau của chương trình. Đại lễ Phật Đản phát huy tinh thần gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Triều Tiên ứng phó với dịch COVID-19. Sau 2 năm tạm hoãn các hoạt động Phật sự, năm nay lễ Phật Đản đã được diễn ra trên tinh thần hoan hỷ, hạnh phúc. Tham dự lễ Phật Đản, được bình tâm lắng nghe thông điệp Đức Pháp Chủ, những lời giáo huấn đã giúp cho nhiều Phật tử có mặt tại chùa An Lạc, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thấu hiểu, chiêm nghiệm theo lời dạy của Ngài. Từ đó biết thực hành giáo lý từ bi hỷ xả để nuôi dưỡng thân tâm. Đặc biệt trong dịp này, để thể hiện tấm lòng từ bi, những suất quà nhân ái cũng được trao tặng, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
ngày nay không chỉ giới hạn trong cộng đồng Phật giáo, Đại lễ Phật Đàn đã trở thành một lễ hội văn hóa tâm linh với sức ảnh hưởng sâu rộng. Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2022, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, ngày 14 tháng 5, Tuần lễ sách khoa học và công nghệ lần đầu tiên đã được khai mạc với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực dành cho những bạn trẻ yêu sách và yêu khoa học công nghệ. Tuần lễ sách diễn ra từ nay đến ngày 22 tháng 5, dự kiến thu hút hơn 1 triệu lượt người tham gia. Đây là sân chơi bổ ích góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội về giá trị của việc đọc, xây dựng và phát triển thói quen kỹ năng đọc. Cũng nhân dịp này, cuộc thi trực tuyến Cuốn sách thay đổi cuộc đời chính thức được phát động với nội dung chia sẻ về những cuốn sách hay có ý nghĩa làm thay đổi nhận thức và cuộc sống. Tại hội sách còn liên tục diễn ra các hội thảo, chuỗi mini game, hoạt động chiếu phim khoa học công nghệ, tổ chức âm nhạc, chào mừng các chuỗi hoạt động hưởng ứng văn hóa đọc theo chủ đề Thanh xuân, tuổi trẻ với khoa học kỹ thuật. Triều Tiên được ví như pháo đài trong 2 năm COVID-19 hoành hành thế giới, nhưng ca Omicron đầu tiên đang thách thức khả năng ứng phó của Bình Nhưỡng. Tính đến ngày 13 tháng 5, Triều Tiên xác nhận 6 ca tử vong do COVID-19 và hơn 18.000 người có triệu chứng sốt trên cả nước. Chỉ một ngày sau khi công bố ca nhiễm đầu tiên do biến thể Omicron và triển khai hệ thống khẩn cấp cao nhất để kiểm soát dịch bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, có tới 187.800 người đang được cách ly và điều trị. Trước đó hôm ngày 12 tháng 5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động để bàn về biện pháp kiểm soát dịch. Triều Tiên đã từ chối các đề xuất của cộng đồng quốc tế cung cấp cho họ hàng triệu liều vaccine AstraZeneca và vaccine COVID-19 do Trung Quốc sản xuất. Bình Nhưỡng chống dịch bằng cách đóng cửa biên giới từ tháng 1 năm 2020. Quý khán giả thân mến, công viên Hitachi Seaside ở Nhật Bản luôn đẹp rực rỡ bởi những cánh đồng hoa nở rộ quanh năm. Mỗi mùa công viên lại khoác lên mình một màu áo khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là màu xanh trải dài của hoa Nemophila, khiến du khách cảm giác như mình đang được đi trên mây. Thời lượng còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cánh đồng hoa Nemophila tại công viên Hitachi Seaside. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!